cho gì? Quá khứ. Ừ. Thôi trái thôi. Tù hú à. Lão ngoại kìa, lão ngoại kìa. Lão ngoại kìa, mấy bên kia kìa. Ngại mày rồi. Ok ok ok. Im im. Rồi đấy. Rồi xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Không, cái giường dưới được. Chạy xuống ngoài qua lùm ơi. Anh đây chia đi. Từ từ. Dòm nó cái đã. Trời ơi có đường qua. Má lúc trước rồi ba ơi. Anh Long kiếm đường bọc bỏ đi anh Long ơi. Lên cạnh, lên cạnh bay. Để cửa quán xuống lên, cửa thấy nguyên con. Rồi, cửa quán. Qua mình. Long, xuống cái tre Long. Hay quá Long ơi. Long rớt rồi anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Cái cưng quá vậy, đừng cái con đi hồn. Tao im nghe mà đứa nguyên con mà ổng qua đây ổng lên im ru à. Tiếp. Hơn con cu nữa mà. Quá trời nó bự anh ba. Bự. Rồi còn nửa cái lô mà. Trời ơi, thì hôm bữa em với anh Sầu cũng dứt con vậy nè. Đậu nguyên con nhánh tre luôn. Con này còn nửa. Ôi giời, cái đùm. Mập. Đậu nguyên con nhánh tre mà. Trời ơi anh em ơi. Trời ơi nó đưa cái đầu cho thằng Long luôn mừ. Kèo thơm đã anh em ơi. Thơm hết sức luôn. Dí chạy lại rượu đưa nguyên đầu thơm quá. Thử thơm tới con đầu tiên này mấy anh em mình đi săn sóc nha các bạn. Thử thơm không? Thử hôi rình với thơm gì ba. Tiếp các bạn ơi. Tiếp lần là kèo thơm đó anh em ơi. Một con anh Sầu ơi. Em lộn đường, đường kia. Đây mấy anh em mình vô trong khu này dí các bạn. Nó trên mấy cái đọt dầu này với mấy cái bụi tre các bạn. Này bữa mình với Sầu Ca ghé thì dần ta ra ta nói đây sóc nhiều ta chỉ. Bữa ta chỉ. Không dễ gì. Ta cho mình bắn á. Bữa ta chỉ mà. Chỉ bên cái đám dầu cao bên kia đó kìa. Bữa vô hai anh em gặp mấy con nó chạy mà hai anh em không làm gì được. Nó chạy như chuột vậy đó. Ủa đang con. Kìa, dí ra, qua bên kia kìa. Rồi mà. Đâu rồi? Kiếm đường qua nè, kiếm đường qua. Bắn đi, em kiếm đường qua. Hai bên mới được. Em bên này nghe, đừng bắn bậy nha. Tàu anh Long. Rớt. Trời. Ai vậy? Các bạn. Trời ơi. Đỉnh quá trời. Đỉnh dữ vậy, bắn ngay tới cái đầu luôn. Quá đã các bạn ơi. Được không? Quá đỉnh. Con này cũng bảo khỏe luôn, cái nửa cái lô luôn. Bắn cái đầu. Quá ghê. Nè, bắn review đi. Trời ơi, với con nãy luôn nè. Quá đã các bạn ơi. Nó rớt xuống một cái. Đưa cái bụi cho mình. Nó xuống một cái ọc hả? Không, ngay tâm tin rồi. Nghe tâm tin luôn rồi. Qua anh Long, qua. Thôi cái dùng sợt nha, sợt lại khỏi tỉnh nha. Không, đạn em thấy đạn đâm ngay trần vô cái gì á. Quá ghê rồi. Mày nửa ký. Hỏi đã. Chưa sai không? Chưa kịp bắn được gì, chưa kịp dương viên đạn ra luôn. Em chưa kịp thấy con sóc luôn á. Thấy rồi, mà nó chạy lòn. Nó vừa rút ra là thấy nó bay em cái này. Nè nhìn nè. Quá trời rồi. Nhìn nè. Bữa nay mình giết hết. Hai nó móc hai lỗ. Em bị một hai đang lỗ. Nè. Em các bạn ơi. Mình đi vô mình đi. Mình mới vô trong này chưa gì hết trơn là vớt được con nữa rồi. Wow thì chứ. Đi bắn không được bắn như nào luôn. chắc em được à, em chưa thấy được sóc nữa anh ba. Tao thấy được hai sóc mà tao chỉ không. Em còn chưa thấy được sóc nữa chỗ nào nữa, mới chạy bởi rồi nó rớt rồi.
tính bán nha các bạn. Đã dữ trời. Thùng này thùng ít cà trắng, tôm sầu. Đâu, bữa anh thấy chỗ nào vậy? Cái tỷ rồi nè. Bụi trong á hả? Bụi bự hả? Ồ, cái lần nữa cha. Giờ bị kỹ luôn. Bơm nghe. Ok. Hiểu không? Hiểu. Đứng đi qua cái bù che đi đứng. Cái xuống bù che có hàng đó đứng. Ok. Rồi, hồi bữa đứng đây mà anh kêu mới hết anh luôn nè. Không nghe, em không nghe. Rồi, ngước ngước lên đi. Rồi. Cái hàng nằm chỗ nào vậy? Cái bụi tre em luôn á. Em qua mấy kia làm thấy cái hàng có lỗ rồi. Lùa đi anh, lùa đi. Anh ba bọc qua mấy anh kia bụi tre đi anh ba. Ừ, rồi sẵn đi, 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 sẵn. Đón con anh em ơi, anh sọc gà đang dí bọn. Thấy chưa? Nó lên cục tre đông đông á. Đó đó, nó chạy. Thế nào về, thế nào cũng về à? Đừng gấp, bất kích tình là tứng. Cơ hội của em nó tứng. Dòm thấy bắn đi. Em chưa thấy. Nó tên đọt tre này nè. Tên đọt tre. Tre này kích thì càng tốt. Nó tên đọt rồi, đang kiếm nè. Không thấy thì sạc cái cho chạy tiếp. Đừng. Tao thấy cục đen mà không phải. Dứt lên ba. Hả? Đen dứt đại đi. Kiếm nó chơi. Chặt cú hồi bắn chứ. Nó đọt cái đen này rồi, thấy cái đen này luôn à. Thấy, nhưng mà để kiếm kỹ ha, bắn đừng có gấp. Cái đường nào anh vừa bắn bạn? Không, gai không đó. Qua đâu. Mày chết, con này chết nữa rồi. Sạc cái đi cho chạy tiếp đi. Sạc đi. Ôi nó không kìa. Trời ơi. Đừng gấp, bắn sắp đừng gấp. Chạy qua luôn. Đừng có gấp. Qua, về bãi Linh Long, về bãi Linh Long. Má gì bụi tre bệnh kìa, bụi tre bệnh thuốc cái hang của bệnh á. Đâu rồi? Nhìn nghe, người chạy người nhìn nghe. Tới đây rồi. Chạy nhé. Đâu? Hay quá Long ơi. Hai viên. Quay lại anh ba. Đây. Lên cái dầu. Lên cái dầu tới. Cái đó mà đường nào cũng chết. Bây giờ thấy không? Chết mồ rồi. Hai viên rồi. Đâu rồi? Đâu có bụng nó có mà. Đâu rồi? Cái dầu á. Mệt. Giờ mình nghe Long thả nha. Rồi. Ok. Bắn đi. Mình bà bắn anh bà. Ngon á, đúng rồi. Đúng cái dầu này. Qua. Để chạy cái dầu sao rồi? Đâu rồi. Kìa. Ê, lúc bên kia. Quay rồi. Nghe cửa sợ. Đâu rồi? Lên đó mà. Ê. Thấy trên đất ở nhà. Dạ bắn của bạn. Nó em vô đây luôn rồi. Nó. Nó xuống bụi tre anh Long, xuống lại đó là anh Long. Ở đâu? Bụi tre lên trên. Đây nè. Cầm nha. Đó. Rồi. Nó phê rồi anh Long ơi. Hai viên rồi. Đi vô kìa. Anh bà lấy. Nó chạy kìa. Qua bãi anh con. Cái dầu. Nó còn chạy thêm vậy. Không, nó yếu rồi. Trời ơi, từ từ nó đứng lại bắn hai, đừng có gấp. Bao nhiêu cái dầu. Đừng có gấp. Nó bị thương rồi, nó chạy hết nổi rồi. Phóng ra. Hay quá. Nè, đeo nguyên con nè. Bắn anh ba. Từ từ. Ai bắn vậy? Em. Ai, vô bọng, Rồi. Rồi. Bọng nào? Ok. Đây nè. Rồi xong rồi. Rồi đốt.
gặp anh ba rồi con. Mày gặp anh ba tao rồi con. Gom lá lại. Mày gặp anh ba tao rồi con. Tiếc nghe ra cái lưỡi bụng này nữa trời. Cái bọn này nó không nó trên nặng hồi nó rớt à. Vô bọng rồi anh em ơi. Đừng đốt á. Quá trời bự. Phải rớt ở ngoài lậu còn chụp được. Trời ơi, để từ từ luôn. Biết thế nào, bọng nhóc nè, nó lỗ này nè, nó chui chân à. Thấy cái lỗ này nè. Thấy không, lỗ này nè. Mày đốt nó rồi. Giờ ung khối nó đi. Ung khối nó. Rồi vô anh em ơi. Ba ra tay các bạn. Vô đây. Giờ mình tiếp tục. Dùng chiêu cũ. Nhảy vô bọng là ung tụi nó. Trong cây dừa thì cây này không biết sao chứ trong cây dừa là chắc chắn ung lát sẽ rớt cái bịch xuống xỉu luôn. 100% không bao giờ chạy ra được. Mấy lần rồi. Gặp nó ba báo là chết, chui vô bọng dừa. Nó hơi hở căng quá rồi. Được, cái gì mình chặn ngang cây này mình đốt cái này nè. Được, được, được. Còn có khối lên không? Có khối lên là càng lẹ. Nó hút lên hết trơn à. Rồi, không có, nó hút lên hết trơn à. Đó, đôi khi hỏi tới nè. Để có khối lên trên. Không anh. Nó này nóng thấy bà luôn, lát rớt cái bịch xuống à. Không được nha ba ơi. Lấy lát thêm anh ba. Anh kiếm gì chặn dưới này nè, cho lên trên nó cháy ngay trên nè. Đúng rồi, okay à. Lấy mẻ lá tươi này nhét vô cho nó ung khối ta. Chính xác. Nè. Cho nó lên khối. Nó vô bọng này chứ mẹ ăn không được sao trời. Bọng nó cái mồ. Cây này cũng cổ thụ à. Cây này cũng cổ thụ chứ không vừa đâu. Cuộc ấy đi, cuộc đuốc đi. Chưa vừa thôi. Bẻ. Bẻ lạnh ra. Thôi chúng ta hết. Dính đây sao bạn? Đúng. Chuẩn bị chọt nó nha anh em. Lâu bắn bốc bốc gì mình nó không sao hết trơn trời. Quá lì rồi, có cây chọt nè anh em ơi. Tới nha anh em ơi. Tụi nó rớt một cái bịch luôn nè. Nãy giờ anh em mình không có quay hết trơn. Nó rớt cái bịch xuống luôn. Có cái bịch này thấy không? Đường nào, đường nào chạy vô đây hết trơn trơn trơn. Hay quá. Xử lý đống kia đi. Đã nói rồi. Ê, cái này nó ở cạn nè. Lửa táp lên tới luôn nè. Quéo lông hết trơn nè. Hồi tỉnh á. Hồi tỉnh á. Tiếp tục các bạn ơi. Vui dữ trời. Trời ơi, kinh nghiệm quá em các bạn. Bắt biết vô con rồi anh đốt cái người kia vừa tao luôn mà. Mấy nhóc sớm mới ra trò các bạn. Nước trong người chứ đâu. Cái gì vậy? Trời ơi, hai con tôi hú. Trời ơi, hai tôi hú. Tôi hú đậu hơi mát các bạn. Trời ơi, tưởng đâu có thịt tôi hú ăn. Tôi hú nghe lắm. Rồi tốt đi, tốt tôi hú đi rồi hả? 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 Có khách. Rồi lấy lò. Đây vô vườn khác anh em ơi. Vô chỗ khác, chỗ mới. Rồi hèn chi, cây đủng đỉnh ở đây nè. Hai đứa nó nằm trên. Chóc đây nè anh em. Đâu 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 đâu. Chiều là nó bỏ lên như vậy luôn á. Ê kìa anh Cường ơi. Đâu rồi? Nhanh vậy? Em hôm nãy thấy nhúc nhích chỗ bụi tre. Đây nè, đây nè, đây nè. Kìa. Một con.
Hay quá anh ơi. Qua cái dầu kìa, qua cái dầu kìa. Vô anh. Thanh Long ơi. Vô anh, vô anh. Qua bên đấy đó sầu vô. Lên lên. Qua kia Long ơi, xuống rồi anh Long. Xuống xuống. Xuống. Xuống xuống. Tầm giữa giữa. Nãy ba bắn gì vậy không vậy? Coi chừng coi. Kìa kìa qua tới lúc bên kia anh bay, lên trước anh bay. Ra ngoài kìa. Lên cái dầu, lên cái dầu thấy không? Đừng có tạt ngang nha. Đừng có tạt ngang. Từ từ được rồi. Chọt nó lên. Vô mắt luôn rồi, bụi bay vô mắt. Sổ nè. Rồi xong rồi. À vô nguyên cái bụi tre. Ta cột dính nữa kìa. Xuống dưới đây rồi, thua rồi. Để tao gửi thằng gạo rồi. Ê, chạy ngược lại rồi. Trời má, nó qua tới đây nhanh vậy. Mà bánh cua, bánh cua, bánh cua. Từ từ thôi, thấy không chó đi. Bắn kết thúc đi. Từ từ thôi. Nó vô tre rồi đó, anh ba lấy cây chọc nữa anh ba. Trời, tao trả cây rồi. Trong này hả? Ờ. Đi vòng lại lấy cây đi. Kìa cây thuốc lưng kìa luôn. Nó canh quen này. Năm sọc cá đúng không anh? Sọc cá đúng không? Ồ ai đồ. Thấy anh quen quen đồ. Vô con cấp đồ bá này. Em kết thúc đi, kết thúc đi. Đi em trên, đi em trên ba bắn. Từ. Em thấy nè. Đó, từ bình tĩnh. Một chiến. Chỉ cổn. Đừng. Nhìn kỹ vô. Qua bên kia. Rồi. Cái gì? Lên lọt dậu bạn. Em thấy cái đuôi rồi, phải lên dưới mình. Trên cái dầu ở đâu anh Long? Cái dầu. Đuôi nó kìa đó. Rồi cái cây đó. Thấy mình luôn rồi nè. Qua nè. Rớt luôn nghe kỹ nha. Thủ đi cho nó khỏe lại. Ôi. Phóng. Qua cái dầu đi trước đó. Kìa. Vô ổ. Rồi xong. Lại vô ổ. Bắn chết trong ổ luôn á. Đây. Ê im. Rồi vô bọng. Trời ơi trời. Ê, cái bọng cạn còn lú của tôi kìa. Bọng cạn. Con chó này nè, chó bụng mình nữa. Con chó tính ra táp á. Ừ, con chó đỡ dữ trời. Ba lên đi. Ba lên hả? Ừ. Anh em đừng bắn bậy nha. Chết tao. Luôn, chết ngược luôn. Cái bọng nó cạn anh bay. Ba lên luôn. Xuống luôn anh bay, cẩn thận anh bay táp nha. Lấy cây xiềng nó ngay. Có cây khô. Ngay tay anh đúng rồi. Đó, nắm cái đuôi dứt đó luôn. Nè, chó nè. Chó à. Chó nó có phụ mình nè anh bay. Ừ, nó gượt thì luôn mà. Chó này khôn nè. Ừ. Nãy nó ra sớm là nó dứt dính rồi đó. Áo xấu nữa mặc cho nó để dứt muốn làm thùng vậy. Sao bắt được nó đây. Bây giờ anh sợ cây à. Cái cây khô cái tay luôn. Không, cây nhỏ. Trời trời, cú sốc lại lấy cây gì bự dưới cha. Nhỏ. Anh đang chuẩn bị giật nghe, giật nghe nó bóng lên đó, bóng lên đó. Cái móng nó béo lắm, đang ra cái gì đúng không anh ba? Anh dập vô cái cây luôn nha anh ba. Đây nè. Anh dập vô cây luôn nha. Phải xuống anh đảo à. Anh kiếm cái cây gì, anh ném nó lại, đừng cho nó quay đầu. Từ anh ba đang lắc nè. Rồi anh phăng ra. Cú béo lắm nha. Kiểu lo. Trời ơi, coi đó cái đuôi vậy. Rồi. Vô rỗng luôn hả? Mày đợi tao phép lép luôn nè.
Bắn lên cây luôn. Trời nó nằm nằm mà cm thôi. Cầm cái ná lên. Mày. Gì nữa? Ra đóng đọc trời. Đọc cái đá. Gì đó trời. Mày. Mày vô chỗ vô đây. Tưởng đâu ông bắn trúng sốc. Rồi bắn sốc lại rồi. Cẩn thận. Tao đang lùi. Anh đang bị túa đúng không? À. Mày. 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 Ừ, con chó à? Chó không? Nghiệp chó không? Okay. Chó đứng ở cành kìa. Ui da, vô con chó. Nhìn ba. Con vụ giò tao chứ vậy. Con chó à? Quá lẻ nó quần anh bay. Liền liền xuống cho con chó. Chó nó cành nè. Liền liền liền. Mày. Xuống cho con chó luôn đi. Mày. Bắn hồi. Anh thải xuống là con chó giật á. Nổ xảo xuống mình mẻ giống như dồi sen đi. Chó đã nãy giờ tao không được bắn. Lượm chưa? Chắc cứu chưa? Móc đi, móc đi. Cây cứ cứu hú. Trời nó chắc hú rồi. Móc móc ra nó cắn đâu. Chó mày. Chó nhẹ mà. Ôi, cái nhẹ bắt hai. Rồi bên em ơi. Ổn không? Ổn. Lụm chưa? Máy sắt đào vô nó xuống nó cũng vậy sao. Làm được. Cây hồ đó kia bên anh đó. Con sóc làm tốt hết rồi. 20 làm đồ nghề anh bán. 25 phút. Bạn móng ra các bạn. Cá ăn cá. Chị em xin tấm ảnh được không? Được. Để chụp hình đi. Anh đồ, anh đồ. Anh đồ. Có chơi Zalo không? Em thích bóp à. Hiểu không ạ? Dạ. Rồi vô. Vô. Chụp hình các kiểu đâu kìa. Rồi. Nào em cảm ơn. Rồi, có gì đâu. Dạ. Nè ba, cái này bé hơn nè. Nè, cái này trong hơn nè. Cái cây của em nè, đưa cái cây đó đi anh Long. Cái vậy? Nè, cái này bé hơn nè. Từ. Cái này mới nó cứng nha. Nè, cứng nhắc luôn, bao luôn. Nè. Cái này bao nè. Móc cái đuôi lên. Cái này có ba máu luôn vậy trời. Đó. Đó. Cuối cùng thì ra trên ba. Móc cái đuôi lên, nó đuôi tới nha. Đụng trời, anh đụng được cái đuôi chưa? Rồi rồi. Rồi. Ngon. Còn sống rồi ba. Trời. Sao sao nó kêu vô được mà kéo ra không được? Gì vậy? Thì đứt đuôi đó. Cứng ngắc vậy? Vậy vậy? Ê, đứt đuôi là lấy không được luôn á nghe. Một cái giò ra được. Mày. Ôi nó bự kìa. Quá, hay quá anh ơi. Hay quá. Quèo rồi. Ừ, mập kìa. Tôi bán chết quèo rồi. Rồi thấy xuống đi. Nghe vậy. Vậy. Rồi một em anh em chụp tấm hình gửi ơi làm anh ơi. Đẹp không? Trời ơi. Cho. Chụp hình nè. Hello anh em. Chưa tự nè, lên cây bắn sóc rồi nha. Hello anh em. Rồi. Thảy xuống đi trời ơi, hết pin rồi. Nè cho chó hửi cái đi. Cho nó hửi cái đi. Rồi con nó. Nó rình nãy giờ. Nhịp chó không? Ê ê, rồi nó chạy luôn á. Ê nó chạy luôn á sao? Có đâu. Ê. Ê. Nó cắn không à? Nó cắn không à? Nó cắn không à? Trời ơi. Nó tha chạy luôn cái hủi á. Nó tha đâu. Không nó căng nè. Đây con nè. Cho 8 cái. Mày vô tiếp anh em ơi. Nào để sống. Gần nãy giờ phải không? Ở mày. Cho xăng. Tiếp tục. Cho 8 cái nó gần nãy giờ tôi nghiệm. Mấy con chó vô bịch. Rồi tiếp tục anh em ơi. Em ơi. Đó anh ba thấy không? Đây coi chừng cổ kiến nghe. Trường học nha anh ba. Kỹ nha. Quyết định nha anh ba. Hay quá. Đừng ấu, đừng ấu cửa kiến. Kiến nghe từ nha. Cửa kiến. Rồi nó phê rồi, nó xong hết luôn rồi. Đây đây em. Không lết lẹ đi nè. Đây nè, thấy người đầu nè. Ủa anh kia chặn anh ba. Hay quá anh đâu ơi. Đó lỗ. Anh ba. Chừng em. Chừng nghe. Em thấy. Em bét. Nó qua anh ba kìa. Để tao kiếm đạo lắm. Lên kìa. Một viên nữa. Cổ kiến. Để em.
nổi rồi. Em bên này trống nè, để em bắn lên. Em bên này trống nè. Kiếm thôi mày, em bắn. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Không gì đâu. Nó yếu rồi. Từ từ nó đứng lại à, nó cú rớt rồi. Ê, đứng lại bên kia. Ở đây không kéo được nữa trời. Một viên. Im im. Không kéo được. Cái cụ chỏ em kéo ra không được nè. Thì tôi để đồ nghề mà xuống rồi ngồi xuống đi. Bốn viên luôn. Năm viên luôn. Nè. Một viên. Vô rồi đó, ngay rồi. Long ơi. Anh Long đi lòn lòn ra ngoài đi anh Long. Anh Long. Tôi khôn lắm Long ơi. Lẹ đi. Nó đùn. Đừng bắn nè. Để đây. Em bỏ xuống anh lẹ đậu luôn. Không được, không được, không có lỗ. Lẹ Long ơi. Rồi. À anh mày hay. Rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Rồi. Da nó dội lên ngay tay em luôn. Rồi xong luôn. Dội lên ngay tay em luôn. Ôi trời. Ở kệ anh em. Rồi xuống nó kẻ. Không vô, cảm xuống. Trời ơi. Để em, để em, để em. Ừ, kỳ quá, kỳ quá. À. Đủ chi tiêu rồi. Anh ba hay. Đủ chi tiêu rồi. Đủ chi tiêu rồi, với người gái không nè. Anh ba hay thiệt. Anh em không biết nghe đâu, đừng có không tại. Mở hàng trước mà được hai con nghe. Nó còn tỉnh đó nha anh Sậu. Nè xử nó đi. Ừ. Chị cô đó. Ủa, rồi, rồi, anh em ơi. Rồi anh em ơi. Con nữa. Ừ. Quá trời. Nghe đầu ơi. Anh em mình giờ đủ chiếc treo chỗ mình xích tôm. Trời ơi, tao nhớ mình. Ba báo nữa hơn rồi. Em chứ bộ à. Báo bán nhà. Em nha, báo hơn nha. Con này nữa kìa. Quá dữ đây đừng con. Thường ngày. Con này nặng lắm. Gì bự rồi. Đi. Thôi đủ chi tiêu rồi. Rồi đủ rồi. Giờ mấy anh em mình đi sinh tồn anh em ơi. Mấy anh em mình ra cầu Củ Chi sinh tồn. Rồi tiếp tục. Let's go. Cảm ơn chú ghê nè, ông chỉ. Let's go anh em ơi. Đó, anh bơm đây hả? Bơm bơm lắp cái này hả? Rồi các bạn, đây mấy anh em mình tới bãi sinh tồn. Đây bãi sinh tồn thường ngày của mấy anh em tụi mình. Gần cầu Củ Chiên. Cái bãi thì hơi bị đẹp các bạn ơi. Đây đây bên này đứng thành quả của mấy anh em mình đi săn bữa nay. Được 5 em các bạn. Quá trời mấy vụ đúng nè. Bữa nay mình nướng cái bỏ hết. Bữa nay mình nướng mấy con quay luôn. Bộ đuôi này đẹp nè. Con này bộ đuôi đẹp nè anh Sầu. Ừ. Có ai lấy. Có ai lấy cái đuôi này không? Cắt kia phải cô. Vậy để lá cắt cắt đuôi con này về phải cho mà. Thành quả mấy anh em mình nè. Quá lắm mọi người. Ba này là tập công 3 con. Rồi bây giờ để mấy anh em mình mấy con sơ chế nữa anh em ơi. Tí quay tiếp cho anh em xem. Quá trời. Vô mấy con này mỗi con bao nhiêu cũng phải 4 lạng nửa ký. Ừ nặng lắm mấy con này, nặng lắm mấy này bự thiệt. Bự bự mà. Bự hơn mấy con sóc vừa mình. Thôi anh em mình bây giờ nhổ lông. Mấy này mình đang thui nó các bạn. Thui nó xong rồi cạo lông. Chừa da. Da cạo cạo quá. Lông nhổ cu hả?
như chuột, làm như chuột cứu đâu. Ừ, tướng mới phát đi rồi. Đây các bạn, cái đây mình gạo nó các bạn ơi. Rồi cháu xem học gà nữa hả? Đứng cây đi, đứng cây đi. Đây tao lột. Chỗ này sạch dừng ngồi. Đây nè, tao lột da ra luôn nè. Ủa, ủa, này chưa cháy tới nè. Phải cho nó khét vậy nè. Ổng ôn ba. Cái ngán gì ba. Hả? Vậy á? Được, được. Nóng các bạn ơi. Rồi nó đi da ra bà hết trơn rồi. Da, đi da nó. Dạ, nhìn ba làm kìa. Thấy không? À, vậy lột luôn đi. Lột luôn hả? Nãy tôi lột mẹ rồi, tự nhiên đem đi thui xuống đem lột. Như chuột thì đem lột cũng dễ vậy. Đúng rồi, phải thui dễ lột. Màng lông nó lột. Lột cái kia dính lông không? Lâm chảo lột da không ngon đó, làm sao? Lột da không ngon mà cái này nó còn lâu nó chưa cháy hết nè, làm sao? À, không ngon, tôi ăn lột da cho. Đó, mất chừng béo hết cho Cường. Ừ. Bên này mình mới bằng xong các bạn. Chỉ chờ nó chín rồi dứt thôi. Anh Sầu, sở mấy tôm của anh đi. Nè, đang nhúc cây. Sầu ca không có ăn sống các bạn ơi. Đi ghé mua tôm. Đã dữ trời. Mà đi sát xanh. Rồi tôi nói nó không ăn chứ nó phải. Đâu phải không ăn là không sát xanh đâu. Ừ. Giết vô đồng đội ăn. Nhờ vậy mới dư gần con đó, bốn anh em chia đấy. Bữa nay tới bốn còn thích kêu đi gì đó. Đúng rồi mình. Sợ nghe con, nghe con. Sợ dư con, tại con đó mấy anh em cứ lộn lum la. Đúng rồi. Mình nên ăn hả? Đó, đó mới ra chuyện đó, thấy chưa? Bắn nhiều ăn nhiều thôi. Đừng bắn ba con, anh ăn ba con luôn hả? Đừng có lãng phí, anh không có lãng phí. Chút thời gian chờ đợi nè anh em. Thời gian chờ đợi không có chín nha, trước này trước. Khoai lang. Ê! Con dĩ chín rồi anh Sầu ơi. Chín rồi đem ra. Xíu ở đây. Chúc quá đi em ơi. Em đi chơi chúc quá đi. Quá này mà. Nó nóng. Tư lên bán chấm chấm chúng ta chứ ngon các bạn ơi, chưa chưa giờ chấm ngon được. Mặn mặn ngọt ngọt mà cái thịt thịt ăn này tối thịt tụi mình đợi thử. Giờ mà đi mang miếng khoai trước bạn, khoai nướng. Cái củ quanh lông mới sực dữ nè, tối nay vợ rồi chết rồi, chấm miếng muối luôn này. Mời các bạn nghe, mời tất cả anh em nha. Tối nay vợ chữa chắc. Ăn củ đó tối nay vợ chữa chắc. Đợi sốc trứng này mình thích. Củ hai bữa. Phải làm 6 tháng cũng phải làm xong. Thân em vừa trắng vừa lục lại dễ thương. Còn giờ văn thơ luôn. Giàu lắm mấy tôi. Trận lòng 2 tiếng. Dạ, hai tiếng đó là dẫn tới về nhà luôn á. Không biết nướng mày đã. Biết. Có ưu mà. Biết các bạn. Vô đi, vô đi, uống đi. Ủa nãy em có chừa trái tim mà. Lòng thằng bên đó, cái gì đó. Bậy cái này cái gan. Tim bị ăn rồi. Lại có trái tim nữa. Đã gớt rồi đó. Không có tim nó mới chết. Thằng. Vô các bạn ơi. Người con hả? Khỏi dễ khỏi xé ra cái cây. Trời ơi. Trời ơi, cuộc đời nó đã dữ trời. Mời anh em. Mời anh em gì chứ. Nè trái tim nè. Trái tim của ông. Cho mặn hai con đó với con đó.
Ui, con đó có da hả? Giờ con nào bên đây nè? Nè, con này đó. Hai khoai còn không bỏ thêm nhiều khoai nữa đi. Nè, bà ruột con cái thì bỏ chừng. Em chưa lại nữa kìa. Ba bỏ đâu luôn hả? Ngon quá các bạn. Mình ăn trước thì mình nghỉ trước các bạn. Có thui quay các bạn. Nguyên con sóc giờ ăn phần nào trước ta? Trời ơi, khoan con cái đũa bự không? Không không. À, cho anh mượn nợ nè. Vô bên lòng. Hả? Cho anh mượn nợ. Mượn nợ. Năm năm con mà. Ngon hơn không? Để ra. Mình mượn cái này thì mình mượn cho đáng xíu. Ok. Ok. Cảm ơn chấm dứt rồi. Được các bạn ơi. Được sao? Quá trời đã các bạn. Sầu thì ăn tôm thôi. Tôm nước con nhí. Ôi đã tôm chưa. Quế hai tô hú tô bò vô trong tính nhứt một tô hú là coi như mời cái bè chứ. Tôm nhứt được tô hú là biết bữa nay là số phận của nó là của tôi à. Mà tôi bỏ cho tôi thấy bay chân cái bên điện tiền kêu Lâm ơi chạy ra thấy hai gạt bay ra biết rồi. Ừ. Chính chưa hả? Kêu Lâm ơi quá đặng kêu Lâm ơi thôi bắt đầu anh chưa đuổi sắp đâu kêu Lâm ơi chạy anh đây đi ngày này có bồ sắp nè chú nói kêu đuổi hỏi gặp nó trong bọn cậy á chết rồi ba chính rồi ba con tổng chiều của nó ra ha chiều ra đi ăn chút mà bỏ đi ra mình phải quá đạt là hay không phải biết đường á biết ngõ chạy hết rồi vậy đâu có hôi đâu ta mình làm vậy đâu có hôi đâu em lột da hết đâu hôi để lát thử con của anh Long rồi thôi con của Long không có lột da đây cắm này các bạn sốc dầu về là hơi hôi nha ok lột da rồi ok đã chưa da im sốc dầu hôi lắm các bạn ơi lâu năm á. Ừ. Mấy con này em tính đi con nào nấy không dạ này gỡ xuống không thịt thịt bằng bùng 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 con cả nửa ký vậy mà nó nửa ký hơi quá phút trong mình biết phút trong rửa dập mời cả nhà nha nấy 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 quá rồi nguyên chuột cống lòng này bung bung bắn mà giặt ngang cũng lộn luôn mà nó còn không gớt mà ba con này bắn bung giặt ngang sụi vô vô sụi nó chạy 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 tiếp cái con chui gốc cây kìa anh Long bắn hai cái rồi nghe mới ghê em thấy rõ ràng luôn rồi cái nhà cái đồ cũng sắp anh tính nó rớt không á em nó không rớt bắn nó cho nó binh 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 luôn mà nó không rớt trâu thiệt rồi rồi tại biết sao ấy da tại biết sao nó bự quá dữ trời như là nó già lắm rồi nó già không 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 già thuộc dạng mà quá ngon cả nhà chà chén muối nậu đang ăn ngon chết xách chén muối đi mất tiêu ba bốn thằng ngồi đây chờ đỉnh dưới cường nói chuyện chứ mắt liếc liếc bển không đó liếc cái chén muối không đó có chén muối à mà nó sẽ đi mất tiêu cái bãi của mình đã dưới trời thiên thời địa lợi nhưng mà về bữa mình mướn cái nhà cái keo mướn mấy con búp ở đây nè đẹp gì mình bay không quá ngủ mình bay quay keo keo ôm để cho vợ đi chữ đẹp gì mà anh ba không quay nè quay chi không biết đẹp tôi ăn được 14 con tôm giết mày mặn chẳng gì đâu phí vậy anh em chưa em chưa nặng hết mà ăn nó để tặng con cua đó cứ ăn bình thường đi này gọi là miếng thịt ba chỉ thịt ba gỗ chẳng dừng hai bên hông á ngọt tưởng đâu bữa nay là tôi mua thịt ba chỉ rồi đó mà cái đồ đường ra đó tôi tưởng là mua thịt ba chỉ đó anh ba anh chơi đó giờ đi tao đi xuống đi làm bóp đâu còn quá các bạn không có giờ tao bị bóp đâu anh ba gặp mình thấy uất rồi thấy là một vuốt mình giết liền có mồi là người biết à không bao giờ bị bóp nay bắt đầu bây giờ ấu nướng nửa chín đúng rồi ôi xời đó nè vô các bạn ơi này cái bè đồ nước về là hai cái dít này là nó làm mũ chắc chắn luôn có cái này nhỏ gọt á bữa nay tao bị nhức con giòn đó quay những sống chừng cái đầu
bài này ngọt mà nướng anh em mình nướng dở quá. Chưa chín tới. Chín tan. Ăn nè. Thử đi không? Nó bự quá. Bự quá. Ăn rồi về chập vợ, tối chập vợ. Bà chưa biết là em mình nướng phụ hỏi bắp chừng. Nướng từ từ hay gì? Từ từ nướng gì vậy? Nè, hẻ áp quá. Rồi. Đó. Cây lai em đâu? Không khoai. Khoai đâu? Đã luôn em ơi. Sao không đã? Ngon dữ trời. Cậu ăn à? Cậu ăn kìa. giống mấy chim bách thanh mà nó cái cam mình mới hết pin các bạn. Ừ đúng rồi, gió thổi quay quẩn đi. Càng biết chỉnh cho ha. Ba sườn. Mời các bạn ăn trước nữa. À, mình kết thúc clip luôn các bạn ơi. Giờ tối à. Được rồi đi. Tối rồi, chút nữa là hết thấy đường á. Nhai xương luôn, ba sườn luôn. Nghe mùi sắp ngang qua đi. Các bạn có mua thun bina gì liên hệ mình nha các bạn. Mua sắp bay.